Bộ Công Thương cho biết xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam trong tháng 11 đã tăng khá tốt. Cụ thể thì xuất khẩu gạo đạt hơn 6,2 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014. Dệt may cũng có kim ngạch xuất khẩu tăng trên 9%, đặc biệt thì kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng gần 30%. Trong khi xuất khẩu sang nhiều thị trường bị suy giảm, thì tình hình xuất khẩu sang Mỹ trong tháng qua vẫn tiến triển tốt.